Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Con xin chào cả nhà luôn nha. Cả nhà ơi, bữa nay mình á, hôm qua là mình xúc hột vịt là mình chiên. Thôi vậy bây giờ anh nấu cơm nha. Dạ nấu cơm cho anh. Bữa nay là món này hấp dẫn lắm anh. Chị Năm đi bán chưa về kịp. Dạ. Vậy hai chồng mình làm từ rồi. Rồi hai chồng mình làm. Nè, em gọt hủ qua luôn. Ờ bữa nay mua trứng ngon quá ha. Trứng quá trời ngon, bự không rồi con. Bây giờ mình gọt cơm đi. Bữa nay anh nấu cơm chắc nước cơm ăn nha anh. Rồi. Dạ bữa nay anh làm là nấu cơm chắc nước cơm cho em đi. Bữa nay cho chú Tám trải nghiệm vô bếp nha. Rồi. Bữa nay chú Tám là nấu cơm. Chứ thường thường chú Tám cũng vô bếp mà ha. Thường thường chú Tám vô bếp, bữa nay chú Tám nấu bếp, nấu cơm. Nghề thử tới nghề mẹ con nhiều lần, bữa nay tới chú Tám. Tám à. Hủ qua này nè, hủ qua nó xuông xuông á, mình dễ bào. Chặt luôn, giờ sang chặt xuống luôn. Hủ qua cái gai nở nở vậy. Dạ, không có đắng anh ơi. Cái hột nó chưa vàng là nó chưa đắng á. Hột chưa vàng chưa đắng hả con? Dạ. Vậy nè nó vàng là đắng hả con? Dạ, vàng là già đó, nó ngán à. Xuân xuân, ít bữa nữa con đi xin giống khổ qua loại cháy khổ qua gừng cái khổ qua gừng thứ tám đi thứ tám không con trái nhỏ xíu à nhỏ xíu hả dạ trái nhỏ bằng một nửa hơn này nữa con nhỏ hơn này nữa bằng ngón chân cái vậy đó khổ đâu là nhồi như cái nọ thịt nấu canh mát lắm rồi cứ ăn mình cá lát dùng khổ qua sảy ha dạ. Anh giống nước chàng chưa? Rồi, tắt nước cho em đi anh. Em gọt hủ qua xong cái anh rửa muối, làm hoàng quá còn em mới bào để cho nó ráo. Để cho nó ráo ha. Để cho nó ráo con ơi. Ê, bữa nay cho chú Tám nấu cơm chắc. Nấu cơm chắc. Xong hủ qua mình gọt xong đi giữ luôn hủ qua luôn hủ qua cho muối vô muối cho qua vô mình mua hủ qua mình lửa cháy á giòn giòn dài dài như nè mình dễ bào đó nha. Ngon rồi nha, bữa nay hôm qua suốt vịt ăn món này là lạ nha. Suốt hột vịt hả? Suốt hột vịt. Suốt hột vịt là xào hột vịt hả? Xào hột vịt đó con. À? Xào hột vịt. Chờ giữa nữa. Câu cá hả? Mà trọng câu cá. Chào cả nhà nghe. Anh muốn đi đâu mới về chứ? Rồi bắt đầu gì đẹp gì? Sống đẹp. Thường thôi, thường thôi. Tiền quá chú. Chút tiền quá rồi. Có làm gì không? Rồi chắc cũng hoàn. Đây chắc nha. Chị Năm không có về chơi chú kịp. Giờ không dám để chết nhà ở dưới. Nó tha quá hả? Nó tha quá, tha hả? Tha. Mình xào tỏi rồi xúc một lúc nữa chú. Sao
mềm mềm cái món vịt vô, thêm cái hành này vô. Ngừ thấy không? Sắc bé quá. Bữa nay mình làm món khổ qua xào vịt rồi chấm nước tương tỏi ớt ha. Đừng có chấm ớt nha. Bị hai tô sẵn ha. Hai tô sẵn luôn. Cái tô chiên, cái tô sốt vịt. Mình chiên này mình không có đường, chỉ bỏ nước mắm với bột ngọt thôi. Hả chú? Không có được. À đúng rồi. Cái chiên hả? Chiên hả? Đó đó. Rồi dạ rồi. Để luôn. Quá chuẩn bị chú ơi. Đó nhấp hả? Quá chầm đỏ luôn. Vịt này sao chầm đỏ nhiều quá chú? Tốt. Tốt ha. Mọi đầy đủ. Đầy đủ ha. Lúa à. Lúa ha. Chiên mấy trứng chú? Hả? Chiên mấy trứng? Chiên chục trứng, một em là một lần 5 trứng. Chiên lần 5 trứng hả? Lần 5 trứng rồi. Chia làm 2. Chia nhiều quá cái nó đều. Ừ. Đó. Trong nhà đó. Chứ con lấy vậy. Biết rồi. Bữa để về. Tám chín mười chín quá, vịt này chậm đỏ quá trời. Một bữa nha, thử luôn. Xong ơi. Thôi đi cùng mình làm à. Cái nước cơm mặc nghiêm dữ ha. Gồng quá. Vụt tan cái. Đổ hết bi đòn. Giống mua lần quá. Ông ơi, cái cơm mua lần à. Cao cao lắc bột cua nữa. Lắc bột cua nữa. Cái nước cơm như lắc bột cua à. Cái xà tiêu. Để cha con ăn được, cha con xà tiêu. Chúc mừng nhất. Mình dắt tiêu ghi ha. Này nếm dừa ăn cho nè. Nó chú uống liếm nữa không biết rồi. Bưng nguyên to hấp luôn chứ liếm gì. Nếu chảo không dính nữa. Chảo màu hồng quá anh. Rồi. Màu hồng nam tính ha. Rồi. Thêm miếng dầu vô, ít thôi. Ít thôi, cả nửa tô luôn rồi. Miếng à con ơi. Ít sạch phải không? Đổi vô, đổi vô. Rồi. Đổi vô. Đổi cho thơm. Rồi, bỏ dầu vô, mình cho dầu vô, mình cho miếng tỏi vô cho nó thơm. Quá trời thơm luôn anh ơi. Thơm thôi chứ không cần ngon em. Thơm được rồi. Rồi, tỏi vàng. Mình cho khổ qua vô luôn. Hết luôn.
chưa vàng đâu, mới đen đen rồi. Rồi xào lên. Con nhận chú sát thủ qua hả, đẹp thiệt á. Điều 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 không? Miếng nào như nói ha. Miếng nào như miếng ấy, miếng ấy. Mình hộp vịt nãy mình đặt á, mình cho nước mắm với bột ngọt rồi. Giờ ở đây á, mình cho chút xíu thôi. Cà no, bột ngọt, đường, chút xíu muối, cho gì hết luôn. Trộn vô cho đều. Nghĩ không? Qua vừa mềm là để kiếm được cho ha. Nhất cái nách không? Nhất cái nách. Bỏ cái hành nãy mình vừa lại, chị đổ vô luôn. Dạ, đây. Mình xào vừa chín tới được rồi cả nhà ơi. Giờ mình cho vịt vô luôn. Ngon, nó không dễ ăn. Mình rưới mình cho đều. Xong. Nồi có chế tí cơm anh nha em. Rồi. Giờ vịt cũng chín rồi, mình chở qua luôn cả nhà ơi. Mình chở ra còn dính còn vịt. Thơm phức luôn ha. Thơm phức luôn. Xong. Giờ còn miếng hành mình cho vô luôn. Cho vô hết hành luôn. Chào cả nhà. Bán gì đi. Ừ, chị Năm ơi, đứa ăn vậy chị Năm. Ừ, chứ làm vậy. Bữa nay em coi ăn, em cho chị ăn hết sảy luôn. Hai tô hột vịt luôn. Hai tô hai dĩa hột vịt. Sáng giờ bán lại được 500 ngàn không chị Năm? 500 ngàn không chị Năm? Cho em bớt. 100 ngàn dữ lắm rồi thiếp. Ừ, bữa nay cho thiếm 8 kim vô bếp luôn nha. Ừ. Có được thì cháu. Anh nhúc lửa cho em đi anh. Bữa nay mình về thiếm 8 làm ăn rồi hết trơn này. Dạ em làm xong hết thì chị. Có gì đâu chị ơi. Chị cũng làm miếng bán miếng vậy tương à. Tỏi ớt lát mình chấm mình ăn chị. Để chị quậy chị coi có mặn gì không. Cơm bữa nay nấu cơm ngon mà em xới cơm chưa? Chị Năm mới xới anh. Chưa xới đâu chú ơi. Chưa xới hả? Để đi, chưa thì nó ra hơi rồi chứ. Có biết cạn giờ nào đâu xới. Bây giờ ngồi uống trà đường mệt rồi. Sáng giờ 2 ly rồi. Uống trà đường khỏi ăn sáng thôi mà. Ờ, chưa ăn sáng đâu. Được thôi. Đúng không? Đúng vậy nào? Đúng rồi. Đúng rồi. Trời. Dung mẹ. Khoan ra cho hai dĩa. Đi chẳng có trang điểm. Ăn tại đây vô. Này sớm dữ ha. Sớm. Thì mình sáng sớm mình cho khổ qua mà. Ít thôi. Ít thôi. Thôi. Ít thôi nhé, không nhiều. Mình chán cái chảo cho đều. Rồi tới công đoạn đổ bánh xèo nha. Bánh xèo nha. Đổ bánh xèo ăn trứng nha cả nhà ơi. Trứng vịt. Bữa đổ bánh xèo đẹp quá, bữa nay đổ thử hộp vịt coi. Chảo chống chín nó vậy đó. Không chị. Nó không có bán vô được á. Không có bán gì được hả chị? Chỉ có nghiêng nghiêng chậm 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 á. Dạ. Phải chiên cái chảo chiên là chảo vừa mới là ngon. Thôi em chở lát nó cũng giống như bánh xèo vậy. Đây, nó cũng đều rồi. Nó cũng đều à. Nó cũng tròn đây đó. Tròn rồi nè anh. Chỉ có chở nó. Tròn quay rồi đó. Cũng tròn tròn rồi chị. Cơm sao chị Năm ơi? Ngon chú ơi. À. Không có nhão. Được hả? À, này chú nấu hay tính tám nấu vậy? Em. À, được. Nấu chắc nước á. Chở mẹ em đi chị Năm ơi. Đó, đó. Vậy hả? Đấy. À. Nó thử rước cái nó chảy ra nè, nó nhớt lại nè luôn. Bánh xèo miền Tây chị ơi. Rồi cho dính đi lát em chở. Hai dĩa mình bỏ tiêu một dĩa đi. Chú Út với chú Tám ăn tiêu được. Chở không ăn đi chị, để em giữ chén luôn chị ơi. Chở nè thiếp. Dạ. Út nó lại rồi.
ốm xèo luôn. Bữa cơm trứng chiên hột vịt xuất của Hoa đã chính mình xin mời cô chú anh chị mình dùng cơm với mình nha. Quý bà cô bác cùng gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm. Rồi con xin mời cả nhà ăn cơm luôn. Rồi, chị Tám cũng mời Caramel ăn cơm chú Tám nha con. Chị Ba bọn ơi. Anh chị Ba bọn ơi là gì vậy? Anh á, bọn là anh. Bọn là anh á hả? Bọn là chị Tám không có được chắc cũng khéo ha. Khéo gì? Mình gắn trứng ra nè chị. Vậy cơm á. Chị cảm ơn. Mà đi bán gì có cơm ăn liền. Rồi. Có trứng liền. Hồi người này trứng hấp dẫn quá. Chột nè. Thường. Đặc chi. Thường lắm á. Thường lắm à. Vậy. Mắm tỏi ớt này chị. Ý nước tương tỏi ớt. Mình chấm này ăn này chị. Ngon. Ngon. Ăn y chang như chiên. Dễ, dễ ăn chị ha. Nếu mình mặn mình chấm nước tương thêm. Chứ mà mình chiên mặn quá là ăn hết nổi luôn á chị. Mặn quá khó ăn lắm. Dạ. Tám. Hai người không hiểu trời. Nó là đánh lộn. Chốt ăn coi chừng chưa nghe chút. Có chưa không? Chiên á. Ăn từ á. Trứng vịt mà có xương ha, phải khô phải cao khô. Món này mát cái chú. Mát. Món này mát à. Chúng tới luôn chị. Cảm ơn chú nha. Được tới ngon ha. Bữa nay không có chấm muối ớt nữa chú Tâm. Bữa nay món này bị muối ớt mà. Nhưng bởi vì bữa nay có Abby đi học chưa về. Không ngon quá, quá ngon quá. Bữa nay mình ăn cơm sáng mới Abby đi học chưa về. Ừ, cơm sáng. Nhắn học dịch cho vừa cho anh Năm với chốt ăn nè. Mình lâu ăn món này ngon hay Năm? Dễ ăn. Ngon. Quá ăn thịt chiên, bữa nay em chiên nướng bánh xèo bánh xè nữa. Thế là sao? Cái hồng vịt này, vịt này cành nuôi lúa. Trứng nhiều chứ đó, chứ cành đỏ bự thôi. Cành đỏ nhiều. Hai cành đỏ trắng nhất nè. Dạ, nó lật lật lật. Đủ mồi. Anh ăn qua cho mát. Anh ăn hết dĩa nhỏ đó là anh mát dữ luôn anh không? Đấy, dễ hết. Không hết hả? Không. Đây, có liền. Đi chuyển đầu. Con Linh như nãy được à? Rồi. Chút cơm anh. Anh còn lại không? Nhâm đậy lên có cụm trái ăn chị. Chị bán về có cơm ăn nó phải ha chị ha. Chị bán vô cơm ăn liền để chị đổ chị ăn bánh ú quá. Đang đứng cầm máy đi dắp gốc cây nữa. Ăn cơm mà chú ngồi kiểu này chú chụp cho chú bơ hình tôi lấy làm kỷ niệm ơi. Đăng lên Facebook. Làm hình lên không? Đẹp quá. Tìm quá áo đỏ đỏ dân chị Vinh đó. 84 á. Bé mẹ muốn cơm ăn có luôn hơi đỏ đỏ dần dần phải lưu ba đó đổ bét nằm cũng chị ấy anh. Hôm nay nấu cơm mà vừa ăn luôn anh nóng á cỡ nữa một chút mà. Ơi, tại ý muốn để coi hết mọi anh Tám có múc cho. Gia đình có đầu môi chắc lưỡi. Cái tôm nào. Đây. Ăn nữa.
Hôm nay ăn món lại là anh Năm ăn nhiều. Đây, anh Năm. Có nước cơm nè. Cơm chị. Không. Năm Trang, Năm dễ ăn. Cơm còn nóng, Trang vô nóng. Qua thợ chú trùng dịch nè, chú gấp đũa ngang á, nhiều ăn mấy người làm cái gì? Nên nè, chút vậy nè. Đâu cần đũa ngang đó, lục lục. Trang nước tương vô. Ở đâu cũng vào đấy. Quá ngon. Ok. Múc cơm đi chị. Hai chị em bảnh ăn chứng dịch đi, còn nguyên vậy. Hai chị em ăn ăn hộp dịch chút mà. Chút hôm qua ăn hết dĩa luôn rồi. Hết dĩa luôn rồi anh. Cảm ơn kiếm nha. Dạ. Tiếp tục. Quen. Thính thám quen rồi. Quen. Cho lẽ phép nào giờ mà. Nào lấy cái dây mà lấy chỉ kia mai miệng. Lấy bằng keo. Dán chữ ít. Vậy sao chốt nói vậy? Cậu gì tám chứ. Hôm qua mình chút vậy ta. Chẳng đi chút. Mình làm nước cơm cỡ đó đó. Chấm vô hả? Sảy vậy ha. Nhiều quá. Quá bắt luôn. Dạ. Dạ nữa. Trả dạ lấy một táo thôi. Hôm nay ăn cơm không cần lựa xương luôn ha. Thấy chưa tao? Không dính dáng gì xương. Anh lấy muỗng anh múc mới nhiều. Cái nước cơm. Nước cơm này uống giảm cân nữa chút. Trời cho nó giảm luôn. Nước cơm 70 kg. Uống cái chừng tuần lễ còn 8-75. Giảm thêm 5 kg. Sáng chiều thịt ngon quá. Quá ngon. Dạ. Em nên vừa ăn luôn á. Vậy là bên đây đặc trễ nhất về món xào vậy đó nha. Rồi, đã nhất rồi nè, hết rồi. Anh em ăn giỏi vậy. Hết luôn. Mày rớt bả năng nữa đi. Còn ăn à? Còn béo không chú? Béo. Không phải đã không chú à? Nó nước canh kia. Lên năm rồi. Nước canh mà bả cháy luôn. Nước cơm. Đơn giản mà chất lượng ha. Ngon quá. Đó luộc mà. Ăn là chết đi. Ăn này không biết xương dính gì mà chết. Giờ bữa cơm gia đình mình cũng đã xong. Thôi mình xin hẹn cô chú anh chị mình video kế tiếp nha. Bye bye. Thôi con xin bye bye cả nhà luôn.